Dù sao đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, phía trước vẫn là bầu trời. Tôi vẫn là Lương Phi, Lương trong chữ lương thiện, Phi trong chữ phi thường. Tật nguyền đôi chân chứ không tật nguyền khối óc, không tật nguyền trái tim lương thiện mà cha mẹ đã sinh ra. Khoảng 12 giờ trưa thì chúng tôi nghe một tiếng thét la lớn là nhà thằng A có chuyện. Mà hồi nữa thì nhà thằng A là cha thằng Phi cùng nghèo lắm. Cái thằng đó bị con thằng tự nhiên đến vô chẹt cái con trước, chẹt thằng Phi trước. Đã rồi không biết rồi, bà mẹ hết, cho mẹ không đỡ được. Đỡ được thì bị thương nẹn đi đầu. Đưa ra đòn để cái gặp với con lấy lên. Thằng cũng bàn luôn con lấy nha. Mỗi khi nhắc đến câu chuyện đó thì nó như một nỗi ám ảnh đối với tôi và cả gia đình tôi. Hiện tại là gia đình của tôi đang ở khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Gia đình của tôi lúc trước là rất là khó khăn. Cha mẹ tôi thì cũng làm nông, bố tôi thì đi phụ hồ. Trong gia đình chỉ có nhờ vào cái đồng lương phụ hồ của bố tôi. Khi tôi lên 9, lên 10 thì lúc đó là tôi mới cảm nhận được cái thân thể của tôi là bị khuyết đi một phần. Khi mà nhìn thấy tụi bạn nó vui đùa, nó chơi nhảy, rồi đá bóng, nhảy dây thì tôi mới chợt nghĩ lại là mình không được như tụi bạn. Lúc đó là tôi ước ao gì là tôi có thêm một cái chân nữa để tôi vui chơi cùng những đứa bạn. Rồi cũng có nhiều bạn nghịch ngợm rồi trêu đùa tôi, nói là tôi là bị cái thằng què, cái thằng cụt một chân. Thì lúc đó là tôi cũng rất là xót xa, cũng như là thấy rất là buồn. Nhưng mà cái số phận của tôi như vậy thì phải chấp nhận. Sau khi ra trường thì tôi cũng thử đi xin việc ở vài nơi, nhưng mà người ta cũng thấy hoàn cảnh của tôi như vậy thì cũng không có nhận tôi vào làm việc. Thì cơ duyên tôi gặp được một người thầy, là người thầy là đã hỗ trợ cho tôi cũng như là giúp đỡ cho tôi mua sắm những cái thiết bị phòng thu âm, cũng như là gặp một người anh ấy đã chỉ dạy cho tôi, truyền đạt cái nghề cho tôi. Ngày trước thầy gặp Phi á, là với cái bao giờ đi đứng cũng bản lãng, cũng nhạt nhạo với sao núp mọi người và không có thể hiện ra. Mình thấy cái tâm thánh thiện trong người đó, nên vì vậy mà mình cứ giúp đỡ Phi tất cả những cái gì có thể. Phi muốn cái điều gì giúp điều đó, giúp cho Phi mở phòng thu. Nếu em không làm được ở chỗ khác thì về đây anh sẽ đào tạo. Ban ngày thì em Lương Phi được học piano, nhưng ban đêm được rèn về phòng thu, cho nên từ đó em Lương Phi tiến bộ rất nhanh. Thì trong cái quá trình tôi làm việc là tôi cũng rất là mặc cảm. Thì bản thân tôi là lúc đó là phải mang chân giả, rồi mang tắt cả ngày. Nó rất là nóng nực, nó rất là khó chịu. Nhiều khi là qua cái giờ làm việc rồi đó, cũng có khách đến nhưng mà tôi đóng cửa là người ta gõ cửa. Tôi cũng phải là, lúc đó là tôi còn, tôi cởi cái chân ra rồi. Lúc đó là tôi cũng phải quýu mà mặc cái chân vô để mở cửa để cho người ta vô làm. Đối với tôi là một cái phòng thu nhỏ lẻ, nó cũng khá là bấp bênh. Tranh thủ cái thời gian mà rảnh rỗi, tôi cũng tìm hiểu trên mạng rồi nghiên cứu về cái chủ đề làm YouTube.
thì tôi cũng học hỏi, tìm tòi. Thì lúc đó là bản thân của tôi rất là đắn đo khi mà đăng một tấm hình một chân lên trên mạng xã hội Facebook cũng như là YouTube. Thì tôi phải suy nghĩ là nên đăng hay không. Cái clip đầu tiên mà Phi thể hiện đó là cái chơi bóng với các em nhỏ, và Phi bỏ cái chân giả ra để đá bóng, leo cây. Thì lúc đó trên cái, mình nhớ trên cái câu mà Phi đăng bỏ rủ bỏ tất cả, sống thật với mình, và cái đó làm cho nhiều người cũng bỡ ngỡ. Khi tiếp xúc với Lương Phi thì mình không thấy cái tật nguyền trong đó, mà chỉ có cái nghị lực và cái sự vươn lên của em thôi. Gia đình tôi có những cái hình ảnh của Phi cách đây hơn 20 năm. Thì do ba tôi là nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Văn Chụp, như là những lúc Phi đá bóng tại sân ở thôn, những hình ảnh là Phi được thầy cô giảng dạy trong lớp. Tôi thấy Phi có một cái nghị lực và sự cố gắng rất lớn trong cuộc sống. Bản thân tôi là cũng gặp rất là nhiều cái sự phản đối của gia đình cũng như là người bạn bè xung quanh, người thân. Thì lúc đó là tôi làm dạng như là nó theo một cái trào lưu. Lúc đầu tôi làm những cái nội dung như là vui chơi, giải trí, chơi đùa với những em thiếu nhi nhỏ, nấu ăn, rồi nghị lực sống vươn lên. Trong khoảng một năm đó là tôi không làm được gì hết. Cũng nhiều người là nói tôi là thôi mày nghỉ đi, mày làm lại việc cũ đi. Bởi vì lúc đó là kinh tế của tôi là dường như là nó rất là bế tắc. Và tôi mới quyết định là chuyển sang cái chủ đề từ thiện, giúp đỡ người khác. Cái video đầu tiên tôi đăng tải lên cái mạng YouTube, nó lan tỏa được cái tinh thần của tôi đến rất là nhiều người. Video đó thì cán mốc được 1 triệu view, thì tôi cũng thấy là khá là bất ngờ. Rồi hắn như gốc trai đó, anh cổ miết không được. Rồi tôi dần dần trở thành một cái cầu nối đến với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Thì lúc đó là rất là nhiều mạnh thường quân họ tin tưởng tôi, rồi cũng gửi gắm cho tôi để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh bệnh tật. Thì tôi cũng đi đến rất là nhiều nơi, không những là ở Quảng Nam, Đà Nẵng, thì ngồi tỉnh thì cũng có rất là nhiều, như là Gia Lai, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Bình, rồi Thừa Thiên Huế, rồi đủ rất là nhiều nơi. Những hoàn cảnh mà tôi giúp đỡ thì tính đến hiện tại cũng gần 100 hoàn cảnh rồi. Những cụ già neo đơn thì tôi đến để giúp đỡ, như là con cháu trong nhà, như nấu ăn, rồi quét nhà, rồi ngon không? Chăm sóc những cụ già đó. Có ngon không? Ngon. Con. Dạ. Học trò cho con đây chị tối đầu. Đâu chẳng ngon. Nè. Ngon. Năm ngúa năm nay có rèn ngúa nữa. Là cũng nhờ hén. Rồi ở đâu đau họ về đó ra rồi cũng nhờ hén. Cũng được 3 đợt. Cho gia đình gặp khó khăn á là 37 triệu. Mấy chục ngàn. Anh vừa ngày xa để anh tới cho em được hơn 50 triệu. Em cũng ơn các mạnh quân sao nước ra cuộc, rồi em cũng ơn anh Phi rất nhiều nữa. Mạnh thường quân họ gửi gắm cái tình thương vào tôi là họ cũng rất là tin tưởng tôi. Tại vì những cái trường hợp nào người ta ủng hộ bao nhiêu, tôi có ghi sổ sách rồi công khai rõ ràng. Thì nói chung trong 100 người thì cũng có vài người họ không thích mình. Thì họ sẽ là nói thằng này lợi dụng hay là gì đó, thì cái vấn đề đó tôi cũng không có quan trọng. Tôi chỉ biết làm theo cái lương tâm của tôi để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh đó.
một vị tu sĩ mà làm từ thiện, vấn đề nó không khó. Nhưng một người ngồi, một người dân bình thường để làm từ thiện thành công là không phải dễ. Một là người đó nổi tiếng, hai là người đó quá giàu, trong khi Phi không có gì cả, không có tiếng tăm, không giàu có, chỉ có là Phi là có cái là có tâm làm lớn thôi. 20 năm trước thì ba tôi chụp những cái hình ảnh sự khát khao muốn được đá bóng của Phi, thì hôm nay tôi chụp được những cái hình ảnh chính Phi đá bóng, một cái hình ảnh rất là mạnh mẽ vươn lên của Phi. Cái bộ ảnh mà tôi chụp Phi ngày hôm nay thì lại được giải thưởng giải nhất giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng do báo Quảng Nam tổ chức và triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Hình ảnh của Phi lúc này là đang được bình chọn là trong những hình ảnh về thể thao đẹp nhất của thế giới. Thì như đối với Lương Phi, một cái em mà có cái nghị lực như vậy thì và làm những cái việc ý nghĩa như vậy thì nó quá tốt. Mà kết hợp với con người hạnh phúc nhất là làm được cái việc mình yêu thích. Thì vừa rồi là miền Trung của tôi là nó bị thiên tai ảnh hưởng rất là nặng nề. Đặc biệt là vừa rồi là ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế là bị ngập lụt rất là nặng. Thì tôi vừa rồi cũng có một chuyến thăm ra Quảng Bình. Tôi cũng kêu gọi cũng như là giúp đỡ cho ba bạn ở Quảng Bình. Là ở đó là toàn là những người dân tộc thiểu số, những người đồng bào miền cao, họ rất là nghèo đói. Tiếp theo là cơn bão số 9 tiếp tục vô miền Trung, đặc biệt là cái vùng núi Trà Len của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đường đi lên đó thì nó sạt lở rất là nguy hiểm, nhưng mà cái bản thân tôi là thôi thúc tôi là phải tìm đến tận nơi để giúp đỡ cho họ. Mục đích làm YouTube của tôi tạo một cái niềm tin, một cái động lực truyền đến những cái người khuyết tật như tôi, cũng như là những cái người bế tắc trong cuộc sống. Thứ hai là muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để vượt qua cái khó khăn nghèo đói, và cuối cùng đó là tạo một cái giá trị về nhân văn, nó đi xa hơn một tí là giúp cho con người chúng ta là thương yêu lẫn nhau, là đoàn kết, là biết trân trọng nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.